Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ năm ngày 7 tháng 6 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp nghe báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì đã có thành tích trong công tác phòng chống tội phạm. Gặp gỡ anh hùng Nguyễn Đức Thụy ở thôn Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, người vinh dự hai lần được Chủ tịch nước trao tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Hai hành khách ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi bị lái xe nhà xe Trường Minh và nhóm côn đồ truy sát bị thương. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp để nghe báo cáo các nội dung trình tại kỳ họp thứ 6 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 16. Cùng dự có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và lãnh đạo các sở ngành, huyện, thành phố trong tỉnh. Đầu giờ buổi sáng, phiên họp đã nghe và cho ý kiến về việc đặt tên 31 tuyến đường và 2 tuyến phố ở thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cử. Phát biểu kết luận nội dung về việc đặt tên đường, tên phố ở thị trấn Trần Cao, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu việc đặt tên đường phải chọn những danh nhân tiêu biểu của quê hương đất nước. Đường được đặt tên phải nằm trong quy hoạch đáp ứng quy mô độ dài. Từ việc đặt tên đường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý, Phù Cử là đất trồng vải, thành phố Hưng Yên là đất trồng nhãn, vì vậy trên tuyến đường chính nên trồng các cây thế mạnh để du khách khi về dễ nhận biết đặc sản của từng vùng. Qua nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm, mục tiêu nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2018, các ý kiến phát biểu tại phiên họp cho rằng báo cáo phải làm rõ hơn những kết quả đã đạt được cũng như nhìn nhận khách quan tồn tại hạn chế để có hướng khắc phục như việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở các địa phương còn chậm, điểm yếu trong việc xây dựng nhãn hiệu thương hiệu sản phẩm nông nghiệp của Hưng Yên, giải ngân vốn xây dựng cơ bản 6 tháng đầu năm thấp, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chậm, tình trạng bến bãi hoạt động không phép, bất cập trong xây dựng tại các làng nghề. Phát biểu kết luận phiên họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng yêu cầu các sở ngành địa phương sớm hoàn chỉnh cập nhật số liệu mới nhất 6 tháng của ngành địa phương mình vào báo cáo cho cụ thể rõ ràng, nêu rõ tồn tại và giải pháp khắc phục. Vì kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới diễn ra vào thời điểm giữa của nhiệm kỳ đại hội nên cần gắn với các chương trình đề án của tỉnh trong cả nhiệm kỳ. Về những nhiệm vụ cụ thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu sản xuất nông nghiệp phải nâng cao diện tích thâm canh theo tiêu chuẩn Việt Gáp, ứng dụng tốt khoa học kỹ thuật để kéo dài thời vụ thu hoạch hoa quả như vải nhãn. Lĩnh vực công nghiệp xây dựng cần quản lý tốt môi trường, chống khai thác vận chuyển cát trái phép trên sông. Quan điểm nhất quán của tỉnh là kiên quyết dừng hoạt động doanh nghiệp tái vi phạm gây ô nhiễm môi trường, đẩy nhanh xây dựng nông thôn mới, giao cho các tổ chức đoàn thể tại cơ sở trực tiếp quản lý, đảm bảo vệ sinh môi trường trên từng tuyến đường thôn xã, tăng cường các cuộc thanh tra doanh nghiệp nợ đọng thuế kéo dài, đẩy nhanh xây dựng cụm công nghiệp để thu hút dự án và đầu tư, thu hồi đất dự án theo đúng quy hoạch đã được phê duyệt, quản lý tốt hoạt động tài chính tiền tệ, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện kế hoạch 93A đấu tranh chống tình trạng đánh bạc qua mạng, cho vay tín dụng đen và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại tố cáo, đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân doanh nghiệp là thước đo của cải cách. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trao thưởng cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong triệt phá chuyên án về cờ bạc có liên quan đến sử dụng công nghệ cao và phòng chống ma túy. Trong tháng 5 năm 2018, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh đã lập chuyên án đấu tranh triệt phá thành công vụ án đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và số lô số đề sử dụng công nghệ cao qua mạng trên địa bàn huyện Tiên Nữ, Khoái Châu và thành phố Hưng Yên, với số tiền giao dịch đánh bạc, cá độ bóng đá số lô số đề lên tới trên 120 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.
Tháng hành động phòng chống ma túy, Phòng Cảnh sát Hình sự đã triệt phá thành công 3 vụ mua bán và sử dụng ma túy trái phép, trong đó mới nhất là ngày 6 tháng 6, Phòng đã triệt phá tụ điểm mua bán sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn huyện Khoái Châu. Tặng hoa và phần thưởng của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho các tập thể và các cá nhân Phòng Cảnh sát Hình sự, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh biểu dương và đánh giá cao chiến công, ý chí hành động dũng cảm, không ngại hy sinh gian khổ, quên mình, trấn áp tội phạm của Phòng Hình sự và các cá nhân vì sự bình yên của nhân dân, của quê hương đất nước. Đồng chí nhấn mạnh, tỉnh Hưng Yên đang trong quá trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng đô thị, là tỉnh ven đô có các hệ thống giao thông quan trọng. Vì vậy, tình hình an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp. Đồng chí yêu cầu Phòng Cảnh sát Hình sự tiếp tục có các biện pháp nghiệp vụ, trấn áp tội phạm, quyết tâm không để Hưng Yên trở thành điểm nóng, địa bàn để các loại tội phạm, đặc biệt là các loại tội phạm về sử dụng công nghệ cao, tội phạm về hình sự, hoạt động có tổ chức, băng nhóm, đảm bảo giữ gìn trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân, tích cực xây dựng tỉnh Hưng Yên, giàu mạnh, phát triển. Ghi nhận và đánh giá cao chiến công của Phòng Cảnh sát Hình sự, Ủy ban Nhân dân tỉnh đặc cách mời đơn vị đến dự và nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh tại lễ kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc và biểu dương khen thưởng điển hình tiên tiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6. Chiều nay, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị tổng kết 24 năm thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự 1994-2018. Đồng chí Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 3, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại biểu các sở ngành đoàn thể tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, thủ trưởng các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn. Trong những năm qua, tỉnh ta đã quán triệt thực hiện tốt pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành năm 1994. Nhận thức về công tác bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đối với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân được nâng lên, tổ chức xây dựng và triển khai các phương án giả định trong luyện tập, diễn tập đã huy động được các sở ban ngành các cấp tham gia, tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và khả năng phối hợp ứng phó nhanh chóng, kịp thời, chủ động trong xử lý tình huống. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Quang đã đánh giá cao kết quả trong việc thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh. Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa các ngành liên quan trong công tác tuyên truyền phổ biến thực hiện pháp lệnh còn có lúc chưa được quan tâm đúng mức. Công tác quản lý hồ sơ, sổ sách các công trình khi bàn giao còn thiếu. Để thực hiện có hiệu quả pháp lệnh, các cấp các ngành cần tăng cường công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng, bố trí kinh phí phù hợp và xây dựng kế hoạch tác chiến trong phòng thủ khu vực. Các nhu cầu hậu cần phục vụ khi có chiến tranh, quản lý tốt đất đai, phục vụ công tác quốc phòng an ninh, xây dựng các yếu tố, các công trình cần thiết trong khu vực phòng thủ tỉnh gắn với phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cần tiếp thu các ý kiến kiến nghị của các ngành, các địa phương và hoàn thiện sớm, tổ chức kiểm kê, rà soát, đánh giá các công trình quốc phòng và khu quân sự, tăng cường việc đánh giá mốc giới địa điểm và đẩy nhanh tiến độ, giải phóng mặt bằng, xây dựng các công trình quốc phòng, khu vực quân sự thật sự có hiệu quả. Khảo sát năng lực sản xuất của các xí nghiệp, nhà máy trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Nhân dịp này, 6 tập thể và 7 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện pháp lệnh bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Chiều ngày 6 tháng 6, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã về dự sinh hoạt thường kỳ tháng 5 với chi bộ thôn Đông Hạ, xã Hùng Cường, thành phố Hưng Yên. Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Duy Hưng đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, cách thức tổ chức sinh hoạt chi bộ nghiêm túc, khoa học, chất lượng, cũng như những ý kiến được đưa ra thảo luận đều mang tính xây dựng, sát với tình hình thực tế của địa phương. Đồng thời nhấn mạnh thời gian tới, chi ủy chi bộ thôn Đông Hạ cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất lãnh đạo chỉ đạo, phân công nhiệm vụ cụ thể, gắn vai trò trách nhiệm cho từng cá nhân, các đồng chí đảng viên trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết các cấp cũng như của cấp mình, đảm bảo đạt hiệu quả cao nhất.
chi bộ cần chú trọng hơn nữa tới công tác phát triển bồi dưỡng đảng viên, nhất là lớp đảng viên trẻ, đảng viên là những người trực tiếp lao động sản xuất, đồng thời không ngừng xây dựng và giữ mối liên hệ mật thiết giữa đảng với nhân dân, qua đó nhằm tạo niềm tin, sự đồng thuận, xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thưa quý vị và các bạn, một lần được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đã là hiếm. Vậy mà có người con của Hưng Yên hai lần được phong tặng danh hiệu cao quý ấy trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đó là Đại úy đặc công nước huyền thoại, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy quê ở làng Nghĩa Giang, xã Toàn Thắng, huyện Kim Động. Nghe theo tiếng gọi của Tổ quốc, ông Nguyễn Đức Thụy xung phong lên đường nhập ngũ tháng 3 năm 1967 và được tuyển chọn vào đơn vị đặc công của Bộ Tư lệnh Đặc công. Ông đã tham gia trên 100 trận đánh lớn nhỏ. Trước mỗi trận chiến, ông và đồng đội đều giữ tinh thần quyết tâm chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Những kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời là đánh cùng với đồng chí Cát là trận cực kỳ nguy hiểm nhất. Đánh chìm cũng 4 chiếc. Hai chúng tôi tìm được mục tiêu thì tiếp cận mục tiêu thì đồng chí Cát bị chuột rút. Đành rằng tôi phải ra lệnh cho đồng chí Cát rút khỏi lên cồn. Nước đã cạn lên cồn và còn một mình chiến đấu. Giao đồng chí lên cồn về phía sau và một mình ôm trái thuốc nổ cực mạnh. Tổng hợp 80 cân thuốc nổ ấy tiếp cận mục tiêu hơn một cây số bắt đầu mới vào được cụm tàu. Tôi điểm hóa ngoài nổ hẹn hơn một giờ. 2 giờ mới tiếp cận mục tiêu, 3 giờ thì trái nổ, 3 giờ sáng trái nổ. Và khi rút ra được khỏi mục tiêu, cách cồn, nước lên, rút ra đúng nước lên, thì đưa tôi vào cồn. Chưa tới cồn thì trái đã nổ. Trái nổ lúc ấy chỉ nghe đến dịch là tôi không biết gì nữa. Mỗi một lần đi chiến đấu vượt qua biển khơi ấy, hầu hết đơn vị tôi vui vẻ, đồng chí nào cũng vui vẻ, là trước khi nhận nhiệm vụ vui vẻ và đơn vị đều truy đủ sống. Lập nhiều chiến công xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ, năm 1973, ông Nguyễn Đức Thụy đã được Chủ tịch nước tặng thưởng danh hiệu cao quý, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân giải phóng và năm 1976 được trao tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tham gia công tác trong quân đội đến năm 1988, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Thụy xuất ngũ. Trở về địa phương, ông lại tích cực tham gia làm bí thư chi bộ, gương mẫu đi đầu trong các phong trào. Đến nay, đã ngoài 70 tuổi, nhưng tinh thần lạc quan của người lính, lối sống giản dị mộc mạc của ông luôn được tôn trọng và đáng để thế hệ trẻ noi theo. Nói về anh Hùng Thụy thì thứ nhất là về chấp hành như vậy là chính sách đảng nhà nước rất là tốt, chăm lo đến thế hệ trẻ. Đấy, thế rồi là nhất là các đoàn thể đấy, và chăm lo đến đoàn thanh niên, thế hệ trẻ là rất là noi theo. Đấy, hàng năm là coi là tuyển quân là rất là đạt. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa 14, trong phiên họp sáng nay, Quốc hội nghe tờ trình báo cáo thẩm tra dự án luật Công an Nhân dân sửa đổi và thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Luật Công an Nhân dân sửa đổi là dự án luật quan trọng tạo không gian pháp lý trực tiếp quyết định để Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và lực lượng Công an Nhân dân tổ chức triển khai thực hiện thành công về đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Nội dung sửa đổi bổ sung tập trung vào những vấn đề hoàn thiện chức năng nhiệm vụ của Công an Nhân dân, xây dựng Công an xã chuyên nghiệp, xác định vị trí phạm vi chức năng nhiệm vụ của từng cấp công an, cơ cấu tổ chức của lực lượng Công an. Thảo luận tại hội trường về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019, đa số các đại biểu đồng tình với tờ trình về dự kiến chương trình giám sát năm 2019 gồm 4 nội dung. Tuy nhiên, một số ý kiến đề nghị bổ sung các nội dung về đất đai, chính sách pháp luật về dân tộc thiểu số và miền núi, tình trạng bạo hành và xâm hại tình dục trẻ em vào chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019. Buổi chiều, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án luật chăn nuôi và luật Công an Nhân dân sửa đổi.
ông Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên chủ trì phiên thảo luận tại tổ 5 gồm đoàn đại biểu Quốc hội 4 tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, Bình Phước và Đồng Nai. Về luật Công an Nhân dân sửa đổi, một số đại biểu không đồng tình với quy định Giám đốc Công an tỉnh, thành phố loại 1 phải có quân hàm thiếu tướng. Đại biểu cho rằng việc bổ sung thêm Công an xã thành lực lượng chính quy phải có quy định rõ ràng chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của lực lượng này. Đại biểu nhất trí cần xóa bỏ mô hình cấp tổng cục để bớt bộ phận trung gian, hạn chế làm nở ra bộ máy. Đại biểu cũng cho rằng việc quân hàm tương thích giữa công an với quân đội là rất khó vì đây là hai lực lượng vũ trang có vai trò khác nhau. Về dự án luật chăn nuôi, đại biểu cho rằng nhà nước nên khuyến khích nông dân áp dụng bảo hiểm trong chăn nuôi, có cơ chế cụ thể cho nông dân để mạnh dạn đầu tư trong nông nghiệp, xử lý môi trường trong chăn nuôi. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày vừa qua, dư luận rất hoang mang, bức xúc trước thông tin hai hành khách bị lái xe của nhà xe Trường Minh, địa chỉ ở thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, cùng đàn em truy sát bị thương ngay tại cổng Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, huyện Ân Thi. Anh Trần Huy Yên và Bùi Văn Công đều ở xã Tân Phúc, huyện Ân Thi, hiện đang nằm điều trị tại khoa chấn thương chỉnh hình và bỏng, bệnh viện đa khoa Phố Nối do chấn thương phần đầu và đa phần mềm, mất nhiều máu. Đây là hai trường hợp vừa bị lái xe khách và nhóm côn đồ hành hung. Anh Yên cho biết, ngày 1 tháng 6, anh cùng vợ là chị Phạm Thị Minh, cán bộ địa chính xã Tân Phúc và hai con trai tham gia chuyến du lịch tại Móng Cái do công đoàn xã Tân Phúc tổ chức. Đến ngày 3 tháng 6 trên đường về thì xảy ra xô xát giữa anh Yên và lái xe khách chỉ vì chuyện trẻ con uống sữa trên xe ô tô. Trên đường về gần dừng xe thì em thấy một toán người, khoảng hơn chục người đứng ở dưới chờ sẵn. Khi xe ra nơi bâu ra, mọi người trên xe, các thành viên thì phần lớn là sợ hết. Chỉ có anh Long và ông Chí là dừng lại để có thể là xin ngăn. Vợ em thì cứ gàn xin thì anh ta vẫn cứ hô cho người đánh em bảo là phải đánh cho nó nhớ và bắt nó quỳ xuống xin lỗi. Thì em chỉ biết em ôm đầu thế này đánh em gục xuống. Em họ của anh Yên là anh Bùi Văn Công, nhà ở gần Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc, thấy anh mình bị đánh trên xe đã chạy ra can ngăn nhưng cũng bị nhóm thanh niên dùng tuyếp sắt đánh ngất. Để tìm hiểu rõ sự việc, chúng tôi đã về làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc và được xác nhận đã xảy ra sự việc trên vào chiều ngày 3 tháng 6. Trước đó, công đoàn xã đã thuê nhà xe Trường Minh, địa chỉ ở thôn Cù Tu, xã Xuân Trúc, huyện Ân Thi, để chở 35 người là gia đình các cán bộ công chức xã đi du lịch. Tuy nhiên, chỉ vì xô xát cãi cọ trên xe, sau khi đoàn đi về tới cổng Ủy ban Nhân dân xã thì xảy ra vụ việc trên. Ông Lê Văn Chí, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Phúc cho biết, trước khi đoàn du lịch gần về tới nơi thì đã có hai xe taxi chở khoảng 10 thanh niên cầm tuyếp sắt đợi sẵn. Sau khi trả hành lý cho khách xuống xe, chỉ còn lại 3 người trên xe trong đó có anh Yên, thì lái xe cùng đàn em đã xông lên đánh anh Yên. Thế là khi việc các anh tổ chức đánh người ở tại địa bàn xã và ngay cổng trụ sở làm việc của ủy ban xã thì nó cũng gây một cái dư luận hoang mang cho nhân dân. Thì cái này là chúng tôi đã nhờ những cái cơ quan pháp luật các anh đang tiếp tục giải quyết. Điều đáng nói ở đây là hành vi của lái xe và những đối tượng trên có biểu hiện rất côn đồ, coi thường pháp luật, cần được xử lý nghiêm minh. Ngày 5 tháng 6, Công an huyện Văn Lâm đột kích 4 tụ điểm ghi lô đề thu gần 150 triệu đồng tại thôn Hoàng Nha, xã Minh Hải, huyện Văn Lâm. Lực lượng công an huyện đã bắt giữ Vũ Thị Thôn sinh năm 1956, Nguyễn Văn Nhàn sinh năm 1966, Nguyễn Thế Toàn sinh năm 1982, Nguyễn Ngọc Tài sinh năm 1978, đang có hành vi mua bán số lô, số đề qua tin nhắn điện thoại di động cho các con bạc. Thu giữ tại chỗ gần 60 triệu đồng, 5 điện thoại di động cùng nhiều giấy tờ liên quan đến hành vi đánh bạc. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ số tiền trên 80 triệu đồng cùng nhiều vật chứng. Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận toàn bộ số tiền trên thu được từ việc bán số lô số đề. Hiện vụ việc đang được công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra làm rõ các đối tượng liên quan để củng cố hồ sơ xử lý.
Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 5 tháng 6, Công an huyện Khoái Châu phối hợp với Công an xã Tân Châu phát hiện và bắt quả tang tại nhà Lê Văn Hải, sinh năm 1976 ở thôn Mãn Hòa, xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, có 15 đối tượng đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa sát phạt nhau bằng tiền. Thu tại chiếu bạc và trong người các đối tượng số tiền 10 triệu 120.000 đồng, một bộ bát sóc đĩa cùng nhiều vật chứng liên quan. Trong quá trình bắt giữ lợi dụng sơ hở, một số đối tượng đã bỏ trốn. Hiện Công an huyện Khoái Châu đang tiếp tục truy bắt các đối tượng bỏ trốn để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Từ ngày 31 tháng 5 đến nay, tỉnh ta có 3 bệnh nhi mắc sởi đã biến chứng nhập viện tại Bệnh viện Sản Nhi. Đây được xem là một diễn biến bất thường vì bệnh sởi thường hay gặp vào mùa đông xuân, hiếm khi xuất hiện khi thời tiết nắng nóng. 3 bệnh nhi nhập viện vì bị sởi đều có biến chứng gây viêm phổi, một bệnh nhi kèm tiêu chảy. Hiện các bác sĩ tại khoa nội nhi 2 đã điều trị ổn định cho 3 trường hợp trên. Một cháu xuất viện vào chiều ngày 6 tháng 6. Các bác sĩ khuyến cáo thời điểm này đang là mùa hè nóng bức, nhưng chúng ta cũng không nên chủ quan với bệnh sởi. Khi có các dấu hiệu sốt cao không hạ, sốt liên tục, 2-3 ngày đầu trong miệng có mụn nhỏ đầu trắng hoặc trắng xanh là dấu hiệu của bệnh sởi, cần nhập viện điều trị. Để phòng bệnh cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, ăn chín uống sôi, rửa tay bằng xà phòng. Trẻ bị bệnh cần được cách ly 2 tuần, tránh lây lan ra cộng đồng. Huyện Văn Giang vừa tổ chức hội nghị tuyên dương giáo viên giỏi, học sinh giỏi năm học 2017-2018. Trong năm học qua, toàn huyện có 82 học sinh trung học phổ thông và trung học cơ sở đoạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh, tiên học trẻ, khoa học kỹ thuật. 8 trên 12 trường trung học cơ sở có học sinh giỏi cấp tỉnh, 2/3 trường trung học phổ thông có học sinh giỏi cấp tỉnh. Toàn huyện có 21 giáo viên đạt giải tại hội thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện, 10 thầy cô bậc trung học cơ sở được công nhận giáo viên xuất sắc tại hội thi tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp huyện và 2 thầy cô bậc trung học phổ thông được công nhận tổ trưởng chuyên môn giỏi cấp tỉnh. Nhân dịp này, Hội khuyến học huyện khen thưởng cho 60 giáo viên và 130 học sinh có thành tích xuất sắc trong giảng dạy và học tập. Sáng ngày 7 tháng 6, tại Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh, Đoàn khối các cơ quan tỉnh phối hợp với Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2018. Ngày hội thu hút sự tham gia của trên 250 cán bộ đoàn viên thanh niên đến từ 44 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc đoàn khối các cơ quan tỉnh. Một số đơn vị vận động được nhiều đoàn viên thanh niên và cán bộ công chức viên chức, người lao động, cựu đoàn viên thuộc cơ quan đơn vị mình tham gia là Bảo hiểm xã hội tỉnh, tỉnh đoàn, Đài phát thanh và truyền hình Hưng Yên, Sở Giao thông Vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Trong đó có nhiều đoàn viên đã tham gia hiến máu nhiều lần. Kết thúc ngày hội, ban tổ chức thu được 175 đơn vị máu, vượt chỉ tiêu 25 đơn vị máu. Hiến máu nhân đạo là hoạt động thường niên của đoàn khối các cơ quan tỉnh, thường xuyên nhận được sự nhiệt tình tham gia của đoàn viên thanh niên và các cán bộ công chức viên chức người lao động, cựu đoàn viên đến từ các cơ quan sở ban ngành của tỉnh.